Rồi, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình có một vấn đề mình muốn nói với các bạn. Đó chính là vấn đề về Thánh TNT và YouTuber Thượng Đẳng. Thì trong cái hợp đồng mà bí ẩn á, mà mình đã ký với YouTube là tầm gì đến năm 2000 năm nay đúng không? Thì bạn TNT đã mổ xẻ cái hợp đồng đó ra và bạn đã chế những cái lời fan tặng cho những comment fan tặng cho mình. Và cái thuốc bạn chế lại những cái lời mà cho rằng mình rất là nhức nhối luôn. Đó là vấn đề mà mình nghĩ là bạn TNT nên thay đổi lại. Mình mong là bạn hãy xóa ngay cái video đó và làm một video lời xin lỗi giống như là Slenderman đã xin lỗi Mèo và Redwood trước đây là khoảng chừng nhớ là 2017 đó. Vì lý do là bạn Slenderman trước đây đã bắt chước Mèo và Redwood, cuối cùng nhờ tác nhân xin lỗi mà bạn ấy đã gọi như là mà bạn ấy đã gọi như là tăng lượt sắp rất là nhanh. Thế mình nói với bạn Thánh TNT như thế này nè. Bạn muốn tăng sắp nhanh á thì có nước bạn phải đầu tư video, chứ đừng có mà gọi như là ngồi yên mà bạn lại đi chế những cái lời như thế, mà lại nói là như là những chế nhạo những lời như thế để mà nhằm chế nhạo các YouTuber. Thay vì các bạn đi trêu chọc các YouTuber á, thì bạn nên đầu tư cái video của bạn nhiều hơn nữa, thì lúc đó mới có thể mà mới êm chuyện được. Chứ không bao giờ mà coi như là có cái chuyện mà coi như là video của mình chưa đạt được cái con số lượt xem nhất định mà lại đi trêu chọc các YouTuber khác. Còn có bao nhiêu YouTuber ngoài kia đang gọi như là đang gầy dựng cái tựa game Minecraft này trở thành một tựa game nổi tiếng số 1 trên thế giới. Ngay cả trong cộng đồng Việt Nam mình không bao giờ có những thành phần trêu chọc các YouTuber như thế. Những thành phần đó sớm bị dược vì lọc khỏi môi trường xã hội, ví dụ như là Facebook, YouTube hoặc là những xã hội ở bên ngoài. Những cái người mà trêu chọc những YouTuber như vậy là họ là những cái người cô lập của mình. Họ không có một cái chuyện gì họ làm. Và cuối cùng họ gọi như là họ chẳng có bao giờ mà họ biết được là ai đúng, ai sai. Họ cũng kệ mày luôn là các bác, các cô, các chú là người đó gì. Họ cứ làm một đường một đẻo, họ thích làm gì họ làm. Mà bạn là một trong số đó. Nếu như mà bạn mà gọi như là nếu như mà bạn mà có thể mà xóa được video đó mà gửi lời xin lỗi thì ok, mình có chấp nhận. Chứ lần này bạn không xóa, bạn không xin lỗi, thì làm sao mà mình lúc đó mình có thể mà yên lòng mà làm video cho tất cả các bạn khác xem được. Các bạn khác là nói mình là gian dựng đứng sau chuyện này nữa. Đó, bạn Thánh TNT mà đang xem video này thì mình khuyên bạn là nên xóa cái video đó ngay lập tức. Và phải lựa một cái lời xin lỗi nào thật chân tình để mà gửi đến cho hai bạn ấy, cho mình. Và quay trở lại làm ăn như một người chân chính đi. Tại vì kênh của bạn mới có 100.000 sub thôi mà bạn muốn mà bị YouTube xóa kênh thì mình sẽ tặng ngay cho bạn một cái vé report kênh ngay lập tức luôn. Không nói nhiều nữa. Nếu như bạn không muốn bị report kênh á thì bạn nên làm ăn chân chính theo một con người mà gọi như là bình thường, chứ đừng có mà gọi như là làm ra những video cắt ghép như vậy nhằm câu sub, câu like hay là câu view, nhằm để mà gọi như là lôi kéo những người fan của hai bạn ấy vào sub cho mình. Nếu như mà gọi như là vẫn còn có cái vấn đề đó thì gọi như là nếu như mình còn có vấn đề đó thì mong là bạn Thánh TNT hãy gọi như là ngừng làm YouTube trong mấy tuần để mà suy nghĩ là hết mọi chuyện.
Rồi lúc đó mới có một video xin lỗi, giống như là Slenderman định xin lỗi hai bạn mèo và Redwood. Bạn nên nhớ là Slenderman á thì trước đây cũng có làm Minecraft, nhưng mà về sau này cậu ấy đã ngưng lại và cậu ấy chuyển sang hẳn làm những cái tựa game mà ngoại tuyến, như những tựa game i8 hoặc là những tựa game mà Roblox các kiểu. Cho nên là mình không không tính bạn ấy nữa. Mà ngoài ra nữa thì mình còn ngoài ra nữa thì còn có bạn Mr. Bịch, bạn Siro Official, bạn Mèo Simi, rồi Kairon. Nhưng mà các bạn ấy á, thì mình nghĩ là các bạn ấy vừa chơi Minecraft vừa chơi Mini World nên mình cũng chẳng tính luôn. Đó. Cho nên thật ra là mình nói là những cái bạn nào mình không tính á, là những bạn đó là vừa chơi Minecraft vừa chơi Mini World. Đó. Hoặc là những bạn đó lại chuyển hẳn từ Minecraft sang một cái tựa game ngoại tuyến nào đó rồi. Cho nên thành ra là không bao giờ có cái việc mà vấn đề mà YouTuber thượng đẳng ở đây cả. Thượng đẳng nó là bạn nên nhớ là thượng đẳng là một bài rác nhá, chứ không phải là một cái gì đó cao siêu hay là trí tuệ gì đâu. Nên nhớ như vậy. Như là hình dớt á, hình dớt ngồi mà phóng cái tấm xét xuống á, thì ông ta ổng cũng mỏi tay nè. Bởi vì lý do là ông ta đâu có như con người đâu. Nào ông ta rất là thượng đẳng, nhưng mà thực chất là ông ta gọi như là vẫn còn có nhiều chuyện để mình suy nghĩ, vợ con, rồi ông như là mình á, mình thuộc cục kim ngưu thì mình cũng biết được là cái cốt truyện của ông ta là ông ta có rất nhiều người vợ, mà giống như là kiểu như là một cái tổ YouTube á thì có rất nhiều người, trong đó cả hội đồng mình đó. Thì ngoài những vấn đề đó ra thì mình vẫn còn có một số cái lưu ý cho bạn nè, là bạn nên tìm một cái gọi như là một cái vấn đề mà như là ấy thì đó, những vấn đề là như thế này nè. Và không bao giờ có cái vấn đề cái việc mà thấy được, thấy không? Thì mình nghĩ là vấn đề này á là không bao giờ mà có cái trong cái nội bộ của cả team đó, không bao giờ có. Thì đây là vấn đề mà mình thật sự là vấn đề rất nhạy cảm các bạn. Cho nên mình mong là những bạn nào đang có ý định mà bêu xấu tất cả những YouTuber thì mình khuyên các bạn là nên gọi như là bớt bêu xấu lại thì nó ok hơn. Mì gói các bạn hiểu không? Vì lý do là các bạn tiết kiệm tiền để có thể gọi như là cho ta thấy được là một kiếm người ta nhận giá không phải là thề mà nó giá nó không phải rẻ chút nào cả. Buổi sáng á các bạn hãy ăn mì gói, rồi trưa tối phải ăn mì gói. Đây là một cái cuộc sống thực của các YouTuber đó các bạn. Đó. Đó, như vậy á. Máy mình hơi lâu lâu bị ngắt một tiếng, không các bạn thông cảm. Mình đang bị ngắt một tiếng.
về các cuộc sống thực của các YouTuber. Thì mình nghĩ là vì lý do là mình thấy bạn TNT nói như vậy cũng không bao giờ mà gọi như là không bao giờ chính xác cho lắm. Bạn nên lo một cái chuyện của bạn á là review cái kia đi. Đi review cái này, đi review cái nọ đi, chứ đừng có mà động đến các YouTuber dùng cái cho mình, động đến các YouTuber và bạn hai bạn mèo và Red Hood dùng cho mình. Bạn đã nói là bạn đã nói cả một hệ thống luôn chứ không có phải bạn nói riêng một người nữa, hiểu không? Đó, đầu của bạn là đầu to thì bạn nên nhớ là bạn đang gọi như là đang sớt bớt não cho những cái con chuột nó gặm nhóm ngoài kia đó, bạn hiểu không? Đó, cho nên đó là vị thế của mình với lại các YouTuber mà thượng đẳng á, thì mình khuyên bạn là không bao giờ có. Bạn nên nhớ là chỉ có mình với bạn là một trong những YouTuber mà đang gọi như là phát triển, chứ không có bao giờ có cái việc mà YouTuber thượng đẳng ở đây cả. Chỉ có YouTuber bình đẳng mới có, chứ thượng đẳng không bao giờ có đâu. Các bạn ấy, bạn nên nhớ như thế này nè. Thì những bạn ấy sáng là khoảng 10 gói, đến trưa là chuẩn bị đi du lịch, thì các bạn ấy cũng phải tiết kiệm tiền dữ lắm mới có thể mà mua được những món đồ sang chảnh ở những chuyến du lịch thật sự sang chảnh. Đó, các bạn ấy phải tiết kiệm tiền dữ lắm, tại vì các bạn ấy phải như là ăn mì gói có được, các bạn ấy cũng phải nhịn đói. Đó, đó là cuộc sống YouTuber rất là khổ vậy á. Không hề sung sướng như là bạn nghĩ đâu. Vấn đề này á, là mình cũng đã từng trải qua rồi. Đó. Chứ không có phải là riêng một cái vấn đề mà gọi như là bí mật quốc gia đại sự hay là cái gì mà nó khui ra hết đâu. Như Siro cũng nói là làm YouTuber cũng khổ. Nó đúng. Để có được một cái quần áo đẹp, để có được sự sang trọng, thì các bạn phải đánh đổi. Buổi sáng các bạn phải ăn mì gói. Đó. Và gọi như là các team á, luôn luôn lúc nào cũng gọi như là cũng phải gọi như là chích xuất số tiền ra là tặng cho người nghèo, thì các bạn cũng phải gọi như là tiết kiệm tiền dữ lắm. Hoặc là các bạn ấy cũng phải bán quần áo trên mạng để mà gọi như là sử dụng số tiền đó để tặng cho người nghèo. Ví dụ như là công việc mà team Hero đã đang làm. Đó. Thì mình nghĩ là bạn nên học hỏi team Upsgen về cái bữa, từ cái bữa cơm đơn sơ nhất cho đến đến cái thời gian bây giờ, thì các bạn ấy cũng phải gọi như là cũng phải chắc chiêu dành dụm lắm thì mới có thể mua nổi được một căn hộ, một phần của các cái phòng của trong cái căn hộ này. Nghĩa là muốn mà thuê được cái căn hộ này không dễ đâu. Tại vì lý do là ở đây á, là mình nói thật sự luôn là chưa bao giờ mình nói thật sự là nó là dễ dàng như vậy. Mọi thứ bạn nên nhớ là xã hội này mình còn có nhiều thứ mà bạn nên học hỏi. Chứ đừng có mà gọi như là bạn nó ngồi, bạn ngồi bạn cắt ghép video bạn nói này nói nọ. Mình nói thật là mình cấm bạn ACN đăng video. Nếu không thì mình đã hack cho rồi, nếu không mình sẽ hack cho rồi bạn lần nữa. Sau vấn đề này á, là mình cũng nói luôn mà ACN là bạn hãy chuyển sang chủ đề lề game, và bạn hãy thay một cái hình nền và một cái hình cho nó ok nhất thì mình nó mới ấy được. Còn về sau này á thì mình sẽ gọi như là mình sẽ theo dõi bạn và mình sẽ gọi như là có hướng đi mới cho bạn. Bạn nên chờ đó nhá. Và mình sẽ cố gắng mình sẽ có hướng đi mới cho ACN. Và
chuẩn bị mình sẽ có hướng đi mới cho bạn ấy. Và mình muốn là bạn ấy tái vô hòa nhập vô cộng đồng YouTube bạn một cách bình đẳng và thân thiện hơn để cho tất cả các bạn fan không chửi bạn ấy nữa. Mình biết là bạn ấy là một phần cuộc sống nhưng mà mình muốn là bạn ấy phải gọi như là tái vô hòa nhập vô cộng đồng YouTube thêm một cách thân thiện hơn đó. Cho nên là mình mong là các YouTuber trên thế giới này đều phải có một cái sự bình đẳng. Ngay cả ở Việt Nam mình cũng phải có một cái sự dân chủ bình đẳng thì mới có thể may ra thì Việt Nam mới có thể là một đất nước mà đáng sống trong mắt người nước ngoài được. Nếu như mà nó muốn mà đưa Việt Nam cho một đất nước dân chủ á thì mình nên gọi như là có một cái gì đó nhỏ nhặt ở trên mạng, tức là ứng xử cư xử văn hóa trên mạng chứ cái đã, rồi mình mới vào cho tính tiếp đó. Thế thôi. Còn bạn Thánh TNT mà không chịu gửi video đó xuống á, mà không chịu xin lỗi á, thì mình sẽ nhờ YouTube can thiệp. Ok. Và video đến đây của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.